Mến chào học sinh khối 8 thân yêu của cô. Tuần mới lại bắt đầu, cô trò chúng ta lại gặp được nhau. Như các em đã biết, có một nơi để về, đó gọi là nhà. Có những người để chúng ta yêu thương, đó gọi là gia đình. Và nếu chúng ta có cả hai, thì đó là hạnh phúc. Vậy chúng ta hãy chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng với những người thân yêu trong gia đình để cái sự hạnh phúc đó được trọn vẹn các em nhé. Vậy bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Cô và các em cùng vào bài học ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị cho cô sách giáo dục công dân, tập và viết để mình ghi bài. Lưu ý là mỗi bài chúng ta đều phải ghi để khi có những cái bài kiểm tra hay là những tiết ôn tập thì chúng ta lấy những cái bài này ra chúng ta xem các em nhé. Rồi, các em điền cho cô hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021 và tuần là tuần 11. Và chúng ta tiếp tục học chủ đề pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó bao gồm hai bài, đó là bài 5 pháp luật và kỷ luật và bài 21 pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay chúng ta bước qua tiết 2. Trước khi bước qua tiết 2, cô ôn lại cho các bạn ở tiết 1. Ở tiết 1 chúng ta học hai phần, đó là pháp luật là gì và kỷ luật là gì. Thì như các em đã biết, pháp luật nó là những cái quy tắc xử sự chung nè, nó có tính bắt buộc và do nhà nước ban hành và đảm bảo thi hành bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Vậy kỷ luật là gì? Bạn nào nhớ? Kỷ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng nè, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp, thống nhất và chặt chẽ. Vậy là các em đã thuộc chưa? Nếu chưa thuộc thì xem lại video của tuần trước nữa các em nhé. Rồi, giới thiệu với các em hôm nay chúng ta sẽ học tiết 2. Tiết 2 hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 nhỏ là đặc điểm của pháp luật và 4 nhỏ là quy định của một tập thể. Thì ở cái phần 3 nhỏ nó có tính quy phạm phổ biến nè, tính xác định chặt chẽ và tính cưỡng chế, đây là đặc điểm của pháp luật. Và 4 nhỏ quy định của một tập thể đó là phải tuân theo và không được trái với pháp luật. Thì đây là phần nội dung tóm tắt ngày hôm nay cô và các em cùng học nhé. Rồi bây giờ chúng ta ghi tiếp cho cô. Vừa rồi chúng ta học một nhỏ, hai nhỏ thì bây giờ chúng ta ghi tiếp cho cô là ba nhỏ đặc điểm của pháp luật. Rồi cùng nhìn lên màn hình và giải quyết vấn đề sau với cô nha. Nội quy của nhà trường nè, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không và vì sao? Hãy suy nghĩ giúp cô xem. Những cái nội quy của nhà trường hoặc là những cái quy định của một cơ quan có thể coi nó là pháp luật hay không và vì sao? Và chúng ta suy nghĩ tuần vừa rồi chúng ta học kỷ luật là nó được áp dụng ở đâu và pháp luật là như thế nào? Chúng ta có thể hình dung hai cái khái niệm đó. Cũng như cô cũng vừa nhắc lại cho chúng ta hai cái khái niệm. Thì dựa vào hai cái khái niệm đó chúng ta có thể trả lời cho cô cái câu này. Như vậy thì chúng ta thấy là nội quy nhà trường và những cái quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật, nó chỉ được coi là những nội quy, những cái kỷ luật, những cái yêu cầu mà một cái cơ quan tập thể đặt ra để cho tập thể đó hoàn thành tốt công việc ở trong một tập thể, nó chỉ có cái phạm vi nhỏ hẹp mà thôi. Còn ở đây nội quy nhà trường và những cái quy định cơ quan không thể coi là pháp luật bởi vì nó không do nhà nước ban hành và việc giám sát thực hiện cũng không phải do cơ quan giám sát của nhà nước. Đồng thời nội quy của nhà trường và những quy định của một cơ quan chỉ ở phạm vi hẹp. Có thể trường học này, cơ quan này có quy định đó, nhưng ở trường học và cơ quan khác có thể không có những quy định đó. Trong khi đó, pháp luật là những quy tắc xử sự ở phạm vi rộng hơn và bắt buộc mọi người phải phải thực hiện ha, các em nhớ nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái đặc điểm đầu tiên của pháp luật, đó là cái tính quy phạm phổ biến. Các em ghi cho cô A nhỏ. Tính quy phạm phổ biến. Rồi, như vậy thì quy phạm là như thế nào? Nó là cái khuôn mẫu
Khuôn thì các bạn biết, thì chúng ta làm bánh hay gì đó thì chúng ta làm với cái hình cái khuôn như thế nào thì làm ra cái bánh như như thế đó. Và nó cũng là cái quy tắc xử sự chung nè, những quy định chung, nó là thước đo chuẩn mực hành vi của mọi người. Thì nói đến những cái quy tắc xử sự chung thì chúng ta không thể thể thay đổi, ví dụ như mọi người luôn phải tuân thủ luật an toàn giao thông, chúng ta cũng không thay đổi được. Và mọi chủ thể kinh doanh phải có nghĩa vụ nộp thuế. Và nếu chúng ta không nộp thuế là chúng ta vi phạm pháp luật ha. Còn cái tính tính phổ biến là như thế nào, nó áp dụng đối với nhiều chủ thể, là nhiều người á, nhiều lần đối với nhiều người ở ở nhiều nơi, có nghĩa phổ biến là nghe từ từ phổ biến thì chúng ta thấy sự rộng rãi. Ví dụ cụ thể chúng ta thấy là một văn bản pháp luật được ban hành thì được áp dụng xuyên suốt, áp dụng mọi nơi trên trên đất nước cho đến khi có một văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thay thế cái văn bản đó, thì nhìn chung đó là tính quy phạm phổ biến của pháp luật. Thì để giúp các em hiểu rõ hơn thì chúng ta sang cái nghị định 100 năm 2019, nghị định của chính phủ về cái hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc cài quai không đúng quy cách khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, và chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 300 ngàn đồng. Trừ những trường hợp chở bệnh người bệnh đi cấp cứu hoặc trẻ em dưới 6 tuổi hoặc áp giải người hành vi có vi phạm pháp luật. Đó. Thì có thể thấy những cái quy định về đội mũ bảo hiểm là quy định bắt buộc nè, nó mang tính quy phạm phổ biến mà ai cũng phải thực hiện chứ không dành riêng cho cá nhân hay hay tổ chức nào. Có nghĩa là những cái quy định này đề ra là dành cho tất cả mọi người và mọi người phải có nhiệm vụ tuân theo và làm theo. Đó. Như vậy chúng ta thấy từ cái cô vừa trình bày cho các em á, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng pháp luật nó ra đời là vì cái mục tiêu và cái nhu cầu của xã hội, nó giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ toàn dân, làm cho toàn dân được an cư lạc nghiệp nè, khiến đất nước hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và văn minh. Do đó cái tính quy phạm phổ biến của pháp luật giúp giúp pháp pháp luật phổ biến nè, rộng rãi khắp khắp đến với người dân nè, ai cũng cần tuân thủ và làm theo pháp luật, mọi người đều đều bình đẳng công bằng trước pháp luật. Và khi có xảy ra những cái tranh chấp mâu thuẫn, các bên tham gia các quan hệ pháp luật về quyền và nghĩa vụ, các bên không giải quyết được và phải nhờ cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tổ chức của xã hội có thẩm quyền để giải quyết, sẽ dựa trên những cái quy phạm cụ thể để đưa ra cách giải quyết sao cho đúng pháp luật nhất. Bên cạnh đó, tính quy phạm của pháp luật cũng thể hiện quyền đồng thời là nghĩa vụ của người dân. Như vậy thì chúng ta thấy cái ví dụ rõ ràng về cái việc đội mũ bảo hiểm á. Vậy nhà nước quy định chúng ta đội mũ bảo hiểm đó là bảo vệ người dân, bảo vệ đến tính mạng an toàn của người dân khi người dân tham gia giao thông, thì cái đó gọi là được phổ biến rộng rãi cho người dân noi theo, mà mục đích chính là gì? Để đảm bảo được tính mạng của người dân. Như vậy chúng ta thấy pháp luật là giúp cho bảo vệ toàn dân và giúp cho toàn dân được an cư lạc nghiệp. Vậy tính phổ biến các em xuống hàng, các em ghi là các quy định của pháp luật là có hai ý, là khuôn mẫu nè, thước đo hành vi của mọi người, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. Các em ghi hai ý này vào cho cô nha. Đó là tính quy phạm phổ biến, nó là khuôn mẫu nè, là thước đo hành vi của mọi người, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. Rồi chúng ta sang cái đặc điểm thứ hai là B, đó là tính xác định chặt chẽ của pháp luật như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên trên màn hình. Đây, hình đầu tiên chúng ta thấy đây là chốt kiểm tra nồng độ cồn. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ là thổi phạt những người dân khi vi phạm về nồng độ cồn cho phép trong cơ thể. Thì theo nghị định 100 năm 2019, nghị định chính phủ, thì khoảng 6 điều 5 của luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có hơi thở có nồng độ cồn
Như vậy thì chúng ta thấy là hiện nay thành phố chúng ta đang quay trở lại với nhịp sống bình thường, thì chúng ta được đi ra đường và được vui chơi thoải mái. Bên cạnh đó thì cái việc uống rượu bia, và mà di chuyển trên trên đường thì nó rất là nguy hiểm, cho nên cái nghị định này đưa ra là nhằm mục đích là cản trở một số chế tài một số người khi tham gia giao thông mà có nồng độ cồn ở trong người. Như vậy thì khi chúng ta đã uống rượu bia thì chúng ta không nên lái xe. Đây là cái một cái câu mà thông thường chúng ta khi đi trên đường á, chúng ta sẽ thấy những cái tấm bảng tuyên truyền về luật an toàn giao thông, trong đó có những cái câu châm ngôn như thế này. Những cái câu này á, khi chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ chùng lại, chúng ta sẽ ghi nhớ và chúng ta sẽ không làm theo ha. Với cái quy định này thì giúp chúng ta hiểu rằng á, người đã uống rượu bia thì không được lái xe, dù là uống ít hay uống nhiều. Quy định này đã tạo ra một cái chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh những người vi phạm, và quy định này cũng đã thể hiện quyết tâm của nhà nước và ủng hộ và được người dân ủng hộ rất là nhiệt tình. Vậy thì theo các em á, các điều luật được quy định có rõ ràng và cụ thể không? Suy nghĩ giúp cô, khi chúng ta đi trên đường chúng ta thấy một số cái thông tin mà khi chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ chúng ta cũng thấy một số tấm biển về răng đe cũng có nè, rồi những cái tấm hình mà gây tai nạn giao thông mà giúp cho người dân thức tỉnh. Khi tham gia giao thông thì chúng ta phải dừng lại, chạy từ từ, nhìn thấy cái tấm hình vừa rồi nguy hiểm quá. Đó là một cái hình thức tuyên truyền của nhà nước. Vậy thì theo các em, những cái điều luật mà nhà nước quy định á, có rõ ràng và cụ thể hay không? Theo mấy em, nhận xét của mấy em. Thì từ phần tìm hiểu trên thì giúp chúng ta nhận thấy được rằng các quy định của pháp luật được xây dựng một cách rất là rõ ràng nè, cụ thể, chính xác và chặt chẽ. Trong các văn bản pháp luật đó chính là tính xác định chặt chẽ của pháp luật. Tính xác định chặt chẽ là như thế nào? Cô mời các em cùng xem đoạn clip sau ha. Các địa phương được yêu cầu thực hiện đúng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, như điều mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý mới đây là cần tổ chức thực hiện giãn cách thật nghiêm, không phải dừng lại ở các cơ sở, xã phường mà tiếp tục tới từng khu phố, thậm chí từng cụm dân cư, mới làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch bệnh, cắt đứt được nguồn lây. Người dân ở đâu thì ở yên đấy, chỉ khi thật sự cần thiết mới ra khỏi nhà. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn, còn rất nhiều trường hợp còn chủ quan lơ là, thậm chí xem thường pháp luật, đi ngược lại với những nỗ lực của chính quyền địa phương. Bất chấp lệnh cấm trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, bốn thanh thiếu niên ở Bình Phước tổ chức nhậu nhẹt, lại còn cố tình gây sự chú ý bằng cách phát livestream trực tiếp lên Facebook. Ngay lập tức, nhóm thanh thiếu niên này bị công an xã Đồng Tiến lập biên bản. Còn đối tượng này là Phạm Văn Hiếu, vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tuyên phạt 9 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Hiếu đã bị kiểm tra vì ra đường không cần thiết khi đang thực hiện chỉ thị 16. Tuy nhiên, đối tượng liên tục chửi bới, thách thức, lấy mũ bảo hiểm đánh vào người một chiến sĩ công an. Cùng thời gian này, Tòa án Nhân dân huyện Sơn Hòa mở phiên xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Trần Minh Luân 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Luân là trường hợp F1 đang được cách ly y tế tại nhà nhưng đã uống rượu say, đi đến chốt phong tỏa yêu cầu lực lượng trực chốt cho ra ngoài. Không được đồng ý, Luân lấy vỏ chai thủy tinh đập vỡ làm hung khí tấn công lực lượng tại chốt, gây thương tích cho một cán bộ. Cũng vì uống rượu say, lại điều khiển phương tiện giao thông, người đàn ông này bị tổ công tác phòng chống đóng chốt trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng người đàn ông này không chấp hành, còn có những lời lẽ khiếm nhã thách thức lực lượng chức năng, đòi kêu cười đến đánh lực lượng làm nhiệm vụ. Kết quả, y bị tổ tuần tra tạm giữ xe, lập biên bản. Giữa lúc dịch bệnh,
người người ở yên trong nhà, thì việc người đàn ông trong vụ việc vừa rồi ra ngoài dưới lý do không chính đáng, lại còn nhậu nhẹt sai bí tỉ, chống đối lực lượng thi hành công vụ thật đáng trách. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là một số những cái vi phạm pháp luật mà các em vừa xem xong đoạn clip, thì những cái vi phạm như thế này cũng đã được nhà nước xử lưu động tại chỗ. Bởi vì sao? Các em đã thấy là đang dịch bệnh rất là nguy hiểm, lây lan, mà những cái thanh niên này gọi là coi thường mạng sống của mình mà tổ chức nhậu nhẹt, đó là vi phạm pháp luật. Rồi tiếp theo là chống người thi hành công vụ, rồi chống đối không đeo khẩu trang, rồi không chấp hành theo những cái quy định của cái chỉ thị 16, vân vân. Như vậy thì chính những cái ý thức của người dân của mình quá kém, cho nên là nhà nước buộc phải ra những cái quy định của pháp luật riêng đối với những từng lĩnh vực trong xã hội để chế tài những cái người dân thiếu ý thức như thế này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái tính xác định chặt chẽ của cái đặc điểm của pháp luật đó là gì? Điều luật phải rõ ràng nè, chính xác và chặt chẽ. Rồi các em ghi bài. Ở cái tính xác định chặt chẽ này là B, tính xác định chặt chẽ là điều luật phải rõ ràng nè, chính xác và chặt chẽ. Vậy chúng ta thấy cái đoạn clip vừa rồi thì nếu chúng ta vi phạm ở lĩnh vực nào thì chúng ta đều bị xử lý theo cái lĩnh vực đó và theo những cái điều, những cái mà pháp luật quy định ở từng bộ luật thì chúng ta sẽ bị vi phạm thích đáng ha. Rồi chúng ta qua cái đặc điểm thứ ba của pháp luật đó là tính cưỡng chế. Cưỡng chế thì như thế nào? Rồi mời các em xem đoạn clip sau ha. Trong những ngày dịch bệnh bùng phát, lực lượng công an là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ công tác chống dịch. Khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, lực lượng công an lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhằm trấn áp tội phạm, xử lý hình sự và một số hành vi vi phạm hành chính bằng các tổ công tác 363. Tối ngày 29 tháng 10 năm 2021, tổ công tác 363 thuộc Công an quận 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác dừng và kiểm tra ngẫu nhiên trên đường Nguyễn Lương Bằng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thở một hơi dài đều, đừng có ngắt hơi giữa đường nha. Tiếp rồi. Kết quả nồng độ cồn của mình nè, 0,506mg trên lít khí thở. Sau một hồi giải thích và xin lực lượng chức năng linh động giải quyết không được, người đàn ông này đành chấp nhận ký vào biên bản và để lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện. Uống sơ sơ. Làm gì đó thì uống lâu lâu sinh nhật uống. Hôm nay lâu về mở cửa thì hôm nay em đi uống thôi. Mày lông bía gần nhà trong quận mày. Với nồng độ cồn 0,506mg trên lít khí thở, người đàn ông này bị phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Có trường hợp sau khi vi phạm, cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng phải giải thích về quy định xử phạt. Cụ thể, trong quá trình đo nồng độ cồn, người đàn ông này không thực hiện theo hướng dẫn nên buộc lực lượng chức năng phải làm mẫu trước. Anh phải thổi thì nó có hơi thì bắt đầu cái máy nó sẽ kêu tít. Em rồi thổi rồi. Anh thổi đi. Rồi thổi đi anh. Thổi đàng hoàng. Rồi bây giờ nè mình sẽ làm mẫu cho anh nha. Cần thiết không? Mình sẽ làm mẫu thổi thử lại cho anh. Rồi bây giờ cần thiết mình thổi lại cho anh không? Rồi để đây. Cổng của anh riêng nha. Rồi đây mình sẽ làm mẫu lại cho anh nha. Thổi nè. Đúng rồi.
rồi đó, xong khi mình thổi nó sẽ ra báo đó là không trên không. Rồi bắt đầu mình tiến hành đo anh nha. Sau khi làm mẫu, lực lượng chức năng cũng phải yêu cầu đến lần thứ ba người đàn ông mới thực hiện. Tuy nhiên, sau khi máy báo 0,606mg trên lít khí thở, người này lại tiếp tục phải nhờ lực lượng chức năng giải thích lỗi vi phạm và hình thức xử phạt. Nếu mà nồng độ cồn thì em chỉ có việc cầm giữ dưới cốp xe thôi chứ. Em căn cứ vào nghị định nào? Anh căn cứ vào nghị định 100/2019 của chính phủ. Vậy là sao anh giữ xe? Anh giữ cả giấy phép lái xe và xe. Ý là tại sao giữ lại? Tại vì em có nồng độ cồn trong người, em không được điều khiển xe. Và cái lỗi này tước giấy phép lái xe là tước quyền sử dụng. Sau một hồi kiên trì giải thích, người đàn ông này mới chấp hành ký vào biên bản về lỗi vi phạm và đi bộ về. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác 363 đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm, trong đó 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp sử dụng thiết bị âm thanh khi đang điều khiển xe. Bên cạnh việc dừng kiểm tra ngẫu nhiên, tổ công tác 363 cũng đi tuần tra tại các tuyến đường vắng người để phòng cướp giật và tình trạng tụ tập đua xe trái phép. Rồi, chúng ta vừa xem xong đoạn clip trên, thì qua cái đoạn clip ngắn các bạn vừa xem và những gì chúng ta chứng kiến được thì đại dịch Covid đã khiến người dân Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung thấy được rất là nhiều sự mất mát to lớn, và đó cũng là sự thách thức lớn đối với người dân và nhà nước trong việc phòng chống dịch. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua cũng có rất là nhiều người dân có những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, các cơ quan đã nhanh chóng vào cuộc và xử lý nghiêm khắc nhằm kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, chúng ta cũng thấy rõ sức mạnh mang tính quyền lực của nhà nước trong việc quản lý xã hội. Thì từ đoạn clip trên, chúng ta thấy một đặc điểm của pháp luật mang tính bắt buộc là mọi công dân phải tuân theo và thực hiện đúng. Và nếu vi phạm sẽ bị xử lý, đó là tính cưỡng chế. Vậy tính cưỡng chế là như thế nào? Các em xuống hàng ghi, nó mang tính quyền lực nhà nước. Ý thứ hai là mọi người đều phải tuân theo. Và ý thứ ba là nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Và xử lý như thế nào thì đoạn clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết về những cái lỗi vi phạm như thế nào. Thì theo Nghị định 100 năm 2019 vào điều mấy khoản mấy thì vi phạm ở cái lỗi nào thì chúng ta sẽ bị xử lý theo đúng cái lỗi của luật an toàn giao thông quy định các em ha. Vậy chúng ta thấy tính cưỡng chế trong phần đặc điểm của pháp luật đó là mang tính quyền lực nhà nước, mọi người đều phải tuân theo và nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Nếu các bạn nào am thích về về luật á, thì chúng ta có thể search lên trên mạng, có rất là nhiều bộ luật để cho chúng ta cùng tìm hiểu. Tuy nhiên, thông qua một bài giảng khoảng 30 phút như thế này cũng không thể nào truyền đạt hết cho chúng ta về các luật. Thì ở đây điển hình thì cô chỉ nêu một vài cái thông tin về những cái lỗi mà người dân hay vi phạm, ví dụ như về nồng độ cồn hay là về những cái luật về an toàn giao thông thôi, cơ bản như vậy thôi. Bạn nào hứng thú thì có thể search lên trên mạng, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vi phạm về không đội mũ bảo hiểm hoặc là vượt đèn đỏ thì sẽ phạt bao nhiêu tiền, vân vân và vân vân. Và chúng ta khi chúng ta xem để chúng ta hạn chế, chúng ta không vi phạm, chứ chúng ta không phải là xem để chúng ta để mà chúng ta có thể tránh, chúng ta xem để chúng ta tránh, chúng ta không vi phạm các em nhé. Rồi chúng ta sang phần 4 nhỏ, quy định của một tập thể. Cùng trả lời cho cô, pháp luật do ai ban hành? Kể tên một số luật mà em biết. Ở tiếp vừa rồi chúng ta học cái khái niệm pháp luật là gì á, thì bây giờ bạn nào cho cô biết pháp luật do ai ban hành? Đó là do nhà nước ban hành. Và kể tên một số luật mà em biết. Ở đây cô giới thiệu cho mấy em một số luật. Thứ nhất là luật hôn nhân gia đình, và thứ hai giao thông đường bộ nè,
luật bảo vệ môi trường và luật giáo dục, luật thương mại và luật doanh nghiệp. Các bạn có thể tìm hiểu thông qua những cái bộ sách như thế này. Chúng ta có thể tìm mua ở nhà sách nè, hoặc là trang. Vậy quy định của một tập thể đó là gì? Đó là phải tuân theo quy định của pháp luật và không được trái với pháp luật. Các em ghi ý này vào. Phải tuân theo quy định của pháp luật và không được trái với pháp luật. Rồi chúng ta đã tìm hiểu về ba nhỏ đặc điểm của pháp luật. Thì sau đây cô sẽ ôn lại cho chúng ta một tí về đặc điểm của pháp luật. Có tính quy phạm phổ biến, nó là khuôn mẫu, nó là thước đo hành vi của mọi người, nó là những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. Và B, tính xác định chặt chẽ, là đều luật phải rõ ràng, chính xác và chặt chẽ. C, tính cưỡng chế, nó mang tính quyền lực nhà nước, mọi người phải tuân theo và nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Và bốn nhỏ đó là quy định của một tập thể, thì chúng ta phải tuân theo quy định của pháp luật và không được làm trái với pháp luật. Đây là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Thì bài học đến đây là kết thúc. Các bạn sẽ làm cái bài tập điểm danh qua đường link do nhà trường cung cấp. Thì sau 2 tiếng Linh sẽ khóa. Và phần hướng dẫn về nhà thì tiết trước chúng ta đã học một nhỏ và hai nhỏ. Thì bây giờ chúng ta vẫn ôn cho cô một nhỏ, hai nhỏ và tiếp cho cô phần 3 nhỏ, 4 nhỏ của bài học ngày hôm nay ở trong phần 2 la mã nội dung bài học. Và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái chủ đề này, đó là tiết 3. Chủ đề này có 4 tiết lận, cho nên là tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 3. Bài học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn các em vào tuần sau nhé.